Anh Kỳ Lân ơi, anh Kỳ Lân. Anh đây. Mình review đồng hồ Hublot nhiều rồi á, nhưng mà cho nam không à? Mình có đồng hồ nào cho nữ không anh? Nhưng mà phải là Hublot Classic Fusion Blue King Gold nha. Trời ơi trời, nhỏ này nha, đi ngang thấy anh đang cầm chuẩn bị review của đồng hồ Hublot Classic Fusion King Gold size 33 dành cho nữ, thấy cái hỏi anh luôn là sao? Có thể hỏi câu nào mà ngoài cái những gì em đang thấy luôn không? Và thôi, cũng tiện câu hỏi của em và cũng tiện anh đang chuẩn bị để anh review thì Kỳ Lân xin giới thiệu đến tất cả quý khách. Trên tay Kỳ Lân đang cầm là chiếc đồng hồ Hublot Classic Fusion King Gold size 33 dành cho nữ. Đây là phiên bản size 33 màu xanh. Xanh này là xanh navy. Cũng mẫu này nhưng size 42, 38 và 42 luôn. To hơn dành cho nam. Kỳ Lân đã từng review ở những clip trước rồi. Và hôm nay chính là một phiên bản size 33, rất nhỏ nhắn xinh xắn. Đây là chiếc đồng hồ new mà Kỳ Lân mới vừa đập hộp. Chủ đạo là hai màu, màu xanh của dây đồng hồ và mặt đeo. Phần vỏ của đồng hồ này là vàng nguyên khối AU750 và được chứng nhận bằng những cái truyện không thể làm giả được. Đây là những cái truyện đã được chứng thực. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ soi cái truyện. Đây, mình sẽ soi truyện. Hiện tại là đồng hồ này new nên Kỳ Lân sẽ mở những cái siêu bảo vệ này ra. Thôi mở một mặt thôi. Đây là truyện hình đầu con chó. Đây là truyện hình cái cân có số 750 bên trong. Đây là sản phẩm đồng hồ Classic Fusion King Gold Blue size 33, zin original, new. Vòng bezel này là trơn, không có đính kim cương. Và đã được khách hàng đặt tại Kỳ Lân Luxury. Và sau đó yêu cầu Kỳ Lân làm thêm một cái vành bezel đính kim cương để mà lấy cái vòng gốc này ra thay vào. Có nghĩa rằng là sẽ lấy cái vòng bezel gốc này ra ngoài luôn và thay vào một cái vòng bezel bằng vàng nguyên khối AU750 Raw Gold đính full kim cương viền. Đối với size 33 thì thường là đính một hàng, còn những size lớn hơn, ví dụ như là size 38 hoặc là size 42 thì thường sẽ đính hai hàng hoặc là đính một hàng cũng được. Thì hai hàng thì kim nhỏ hơn mà một hàng thì kim nó to hơn. Thì đây là chiếc vành bezel mà Kỳ Lân đã hoàn thiện bằng vàng nguyên khối AU750 và đính full kim cương, rất đẹp, rất chiếu, rất sáng. Những viên kim cương này là những viên kim cương VVS được Kỳ Lân tuyển chọn, những viên đẹp nhất, đồng đều nhất về độ sạch, độ đẹp cũng như là độ chiếu. Tại vì mình làm đồ cao cấp, Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên về đồ cao cấp luxury, nên tất cả những cái sản phẩm đều phải theo tiêu chí Luxury Kỳ Lân để tạo thành một sản phẩm hoàn hảo, tinh tế, hoàn thiện nhất. Bởi vì đồ cao cấp lúc nào cũng hơn nhau với những đồ khác là sự hoàn thiện. Một chiếc đồng hồ có chủ đạo hai màu vàng và xanh cũng tương đối đơn giản, nhưng sau khi để vào cái vành bezel này vào thì tự nhiên có kim cương vô nữa, chiếu lấp lánh lên, cái đồng hồ trở nên giá trị hơn rất nhiều lần luôn. Và quý khách nào đang có những chiếc đồng hồ mà chưa có vành bezel kim cương thì hãy liên hệ với Kỳ Lân để đặt những cái vành bezel đó nhé. Vâng, và hãy đón xem clip tiếp theo, Kỳ Lân sẽ thực hiện hoàn thiện việc thay chiếc vành bezel full vàng đính full kim cương vào chiếc đồng hồ này, sẽ trở nên một phiên bản hoàn hảo và giá trị hơn rất nhiều lần. Hãy đón xem clip đó nhé. Kỳ Lân Luxury chuyên tất cả đồng hồ chính hãng của Hublot, Rolex, Patek Philippe, vân vân, tất cả những hãng đồng hồ nổi tiếng trên thế giới, chế tác những vành bezel, những vòng bezel đính kim cương từ chất liệu vàng, vàng hồng, vàng trắng, thép, vân vân. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.